Vâng, hôm nay tiếp tục thì mình lại chia sẻ cho tất cả anh em để anh em có thể tham quan cũng như là muốn đầu tư thì đầu tư những cái lô đất, những cái căn nhà. Như ở đây thì chúng tôi chia sẻ cho tất cả anh em là cái căn nhà này nó thuộc vào một trong những cái căn nhà rất là đẹp và có cái tính thanh khoản cũng cao. Trong khi đó thì là cái mặt đường của cái căn nhà này thì nó lại là mặt đường của 261, đường 261. Nhà thì cũng mới xây và có gác xếp. Đây thì trước đây gia chủ người ta xây để làm cửa hàng. Thế cho nên là một cái căn nhà rất là hấp dẫn. Đối với cái căn nhà này thì nó rộng 6 mét và một chiều là sâu 17 mét. Như quý vị thấy ở đây thì đường này là đường 261, đường ra khu công nghiệp của Samsung và khu công nghiệp của Điểm Thụy. Có lẽ rằng là cái con đường 261 thì trong tất cả những cái video mà tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị rồi, đường 261 là một trong những cái đường rất chi là thuận tiện về giao thông và nó là đường quốc lộ 261, cho nên là cái đường này thì nó đang làm nó rất là đẹp. Và trong căn nhà thì quý vị có thể thấy được rằng là căn nhà thì người ta cũng đã xây dựng kiên cố theo kiểu cấp 4, là xây tường xung quanh và lợp mái tôn, tôn cũng lợp tôn xốp và có cả gác xép, có cả phòng vệ sinh, cũng rất là ok. Đây là theo cái tính chất là xây theo kiểu là mở hàng bán quán thôi. Đấy. Ở đây có thể là bán quán phở hay là kinh doanh buôn bán về tạp hóa tạp hiệp. Nói chung là tóm lại thì đấy là cái việc kinh doanh. Mình cũng không dành lắm về cái việc kinh doanh các cái mặt hàng để chia sẻ cho quý vị. Thì cái căn nhà nó hiện trạng nó như thế này để cho quý vị lắm được. Thì đối với cái căn nhà như thế này mà người ta xây thì chắc chắn là cũng mất tầm ở khoảng độ hơn 100 triệu rồi. Như căn nhà này chắc chắn nó cũng phải hơn 100 triệu mới có thể xây được nhà này. Thế thì cái giá trị của một trong những cái căn nhà thì người ta cũng chưa có ở, cũng chỉ mới có xây dựng và để đấy thôi. Và sau đó là người ta bán và giới thiệu cho quý vị thì bờ tường này, rồi mái ở bên ngoài này, cái đầu bên ngoài chưa này, giếng nước thì cũng đã khoan này. Tất cả mọi tiện ích ở đây là đều đầy đủ hết rồi. Điện đóm, đúng không ạ? Và con đường thì ở trước mặt này. Đối với tất cả những cái giá trị để chia sẻ cho quý vị thì chúng tôi rất là mong muốn là chia sẻ thật kỹ cho quý vị từ cái cung đường, đúng không ạ? Từ cái vị trí này mà ra đến trung tâm của thị xã nó rơi vào khoảng 2 cây rưỡi, rồi cách ủy ban xã ở đây thì đây là thuộc xã Đắc Sơn, nó cách ủy ban khoảng độ 100 mét đấy, rồi thì nó rất là tiện khu vực này, đúng không ạ? Cho nên là cái giá trị của cái mảnh đất này thì nó rất là ok. Ở cái khoảng khu vực này thì nó lên đến 18 19 triệu một mét này. Đấy. Nó rất là gần cách chỗ này khoảng độ chưa đầy 1 cây số. Thế cho nên là cái giá trị của cái mảnh đất này thì chúng tôi rất là mong muốn nếu như những nhà nào đầu tư thì quý vị hãy lên cân nhắc, bởi vì con đường này nó đang bắt đầu làm rồi. Bây giờ là đang xây cống rồi, cho nên là nó rất chi là tốt về cái việc đầu tư. Nếu như quý vị đầu tư mà con đường này mà nó làm xong thì chắc chắn là căn nhà này nó sẽ lên giá rất là cao. Thế cho nên là chúng tôi rất là mong muốn là chia sẻ cho quý vị. Với căn nhà này hiện nay đang bán với cái giá là 1 tỷ 3. 1 tỷ 3 chúng ta được cả nhà, cả đất. Tổng diện tích đất của nó là được 85 mét đất thổ cư. 6 mét mặt tiền. Sâu một chiều là 17 mét, một chiều là 15 mét. Đấy, đấy là chia sẻ cho quý vị để cho quý vị lắm được. Đấy, rất là thuận tiện luôn. Trong các cái video nếu quý vị xem thấy giá trị về cái mảnh đất này thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để quý vị có thể đầu tư cái lô đất như thế này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những lô đất tiếp theo.